Tại vì mình không có để chế độ công khai. Tại vì những chế độ công khai thì bất cứ ai cũng có thể gọi và bất cứ ai cũng có thể nhắn tin, và những thành phần lục lăng nó có thể nó phá, nó làm quấy rối mình. Cho nên mình không kết bạn lung tung nha, anh em lưu ý. Rồi hàng hóa hôm nay thì nói chung hôm nay mình đi về trễ mọi người, cho nên hôm nay mình bán ít, mình có thể nghỉ sớm. Và hàng hóa hôm nay là như là những sản phẩm là cái hàng đánh mình theo mình đánh giá là cái hàng ve chai mà có thể là coi như là rất đẹp nha mọi người. Đa số một số là nó còn trong bịch, nhưng mà hôm nay mình soạn được một ít, do con hôm nay bãi nó xả hàng cũng 2-3 bãi, giá cũng cao, nhưng mà mình chắc thấy cái hàng thì mình cũng chấp nhận được. Với cái giá thì giá cả hôm nay thì nó có thể là cao hơn ngày hôm trước nha mọi người, anh em lưu ý nha. Mình lấy giá cao, mình sẽ bán giá cao một chút để có đồng lời để mà tiếp tục mà săn hàng để bán cho mọi người nữa nha. Trong những mức giá trên đây thì anh em nào cảm thấy phù hợp thì cũng chung ý kiến với mình, hàng đẹp giá tiền thì nó có thể nhỉnh hơn, thì anh em hãy liên hệ với mình mua hàng nha, chứ không phải mình đánh đồng hôm qua bán 100 là cứ bán 100 suốt là không được nha mọi người. Rồi anh em nào muốn mua hàng giá rẻ thì có thể chờ đợi mình 10 bữa nửa tháng hoặc là 1 tháng, rồi mình có thể mình mua giá rẻ, mình sẽ bán giá rẻ nha. Mình mà mua giá cao thì đương nhiên giá nó sẽ nhích lên, thì anh em cảm thấy nó phù hợp công việc của mình và hàng nó đẹp, nó chất lượng tốt thì mình có thể mua hàng nha. Và hôm nay những sản phẩm hôm nay cũng ít, nói chung mình đi cả ngày mà đó mọi người, 2-3 bãi thì nói chung nó xả hàng một lượt, cho nên mình cũng không thể lựa hàng ở đây, mình đi cái chỗ khác được một lượt, có thể chỗ này mình lấy được một số hàng đẹp, nhằm đi tới những cái nơi khác thì nó cũng một số nó cũng không có được đẹp lắm, chứ không phải là hoàn toàn đẹp hết. Chung hàng nó xả thì cũng rất nhiều anh em lựa, chứ không phải là riêng là một mình, cho nên là giá cả thì hàng nó mới đổ thì giá nó cao, thì anh em nào chấp nhận thì mua hàng, thì hãy xem kỹ từng sản phẩm mình bán trên đây nha. Rồi rồi mình đi bây giờ bán hàng cho mọi người nha. Rồi mã đầu tiên là mã số 0. Một cái cây này mọi người, cây này quá đẹp như mới luôn, 99%. Cây này nó hơi mình không biết nó chuyên dụng chút. Đây này anh em để cái thiết kế nha. Mình nói chung mình không biết, mình nói không biết ha. Đây tem mạc nó đây, nó không để nó sản xuất mà nó tem mát nó nha mọi người. Như mới luôn nha, chẳng khác gì hàng mới đâu anh em, thiếu cái bịch nó thôi, chưa sử dụng luôn. Đây anh em xem nha, đấy nè, dạng như kìm bấm cót hay sao ta. Đây cây này 350 nha, để mình đo kích thước chiều dài cho anh em xem nha. Rồi tổng chiều dài nó là hai gần 23 nha anh em. Rồi bên đây nó khá dày nè, gần 1 phân. Anh em để mình chờ mình mở đèn cho nó sáng chút. Rồi cái này đó là phần 1/2 nha anh em, khá dày. Cây này rất nặng nha, cây này gần 6 lạng đó mọi người. Đây anh em xem thiết kế nha, để mua cho đúng với phù hợp với công việc của mình. Đây chúng mình cố gắng diễn tả tối đa, anh em xem từng cái ngõ ngách của cái sản phẩm luôn nha, cho nên nó hơi mất thời gian một chút. Anh em nào không muốn mua cái này thì mình có thể tua qua nha, có thể mình lựa chọn những cái khác cho nó phù hợp hơn. Cây này quá đẹp nha, mã đầu tiên mã số 0, 350 nha mọi người, chưa phí ship. Cây này cầm rất chắc tay nha. Rồi tiếp tục có mấy cây kéo cắt vải nha. Thì nói chung mình đã nói giá hôm nay nó không phải như ngày hôm qua nha, nay mình bán 170.000 nha. Này nó quăng là anh em thấy nó hơi nổ xét như thế này thôi, nhưng mà cái thép Nhật anh em cắt rất bén nha. Cây này nó có mấy loại nha anh em, nó có dài có ngắn, kích thước thằng này nó dài tới 25 nha, mình bán hai loại. Đây mình làm phát cho anh em xem nha. Nên cắt đứt từ đầu tới đuôi nha, rất bé. Đây ha. Rồi cây thứ nhất, nói chung là có hai cây.
Cây này là cây 1B ha. Cây mình giới thiệu đầu tiên là cây 1B 170 nha. Nhiều khi anh em thấy nhiều khi hai cây nó có nó kích thước nó như nhau mà nó còn nhiều khi nó có sự khác biệt giữa mới và cũ đôi chút nha. Nên mình đánh giá mã 1A 1B cho anh em dễ lựa chọn nha. 1A là cây này. Còn rất mới nha mọi người, cái cây này bằng đồng luôn nè. Chung cây này thì nó nhỉnh hơn thằng này một chút. Chung chất thì nói chung về chất lượng sử dụng thì nó cũng như nhau. Kích thước bằng nhau nha. Không mẻ gì đâu nha mọi người. Rồi anh em mình lựa chọn cho nó phù hợp nha. Chung hàng hôm nay mình thấy cảm thấy cũng ưng ý mọi người. Chung giá nó cao nhưng mà hàng nó thấy chất lượng như thế mình cũng thấy cũng vừa bụng. Thì anh em nào muốn mua hàng đẹp thì đương nhiên mình phải bỏ giá cao một chút. Hàng nước đầu mà giá cũng cực cao. Chung đa số cũng người tiêu dùng ra mua đùng đùng mọi người. Mỗi anh em sở ở Sài Gòn thì biết đó, có ra mua thì biết. Anh ra mua một hai món như thế này là tính tiền trăm không chứ không phải là được mà số lượng nhiều mà cân ký như mình đâu, ký cũng rất cao nữa. Rồi tổng chiều dài cây này có 20 thôi nha, cây kia cây lớn 25, cây này 20 nha, có hai cây luôn. Làm giúp cả hai cây này nó tương đồng nhau nha. Giới thiệu cây trước ha. 2A 100, mỗi cây 100.000 nha, 120.000 nha, chưa phí ship. Chung mấy cây kéo này hôm nay này nó quá đẹp nha mọi người. Rồi mình để test thử cho anh em xem nha. Ủa, thằng này sao nó hơi sượng. Rồi cây này nó hơi bị chắc bị chớp trên cái đầu hay sao. Test thử lại cái cây. Rồi nói chung cây này cắt không ngọt để mình mai mình bán sao nha. Chung cái này anh có thể là mình vỗ sơ ngay chỗ cái chớp đầu là nó sẽ ăn thôi. Sẵn đây mình có cái dũa mấy cây dũa cực mịn của mình dũa sẵn đây mình dũa cho anh em xem luôn nha. Đương nhiên quá trình sử dụng thì nó có thể là nó anh cắt những cái quá chức năng của nó thì nó cũng mẻ như thường nha. Chung để mẻ này. Chung cây này mình mài lại cho anh em xem thử, nếu anh em cảm thấy phù hợp thì mua thôi chứ nếu không ngày mai thì mình cũng mài lại thôi. Dài cái mài cái dũa mịn ha. Chung trên đầu nó có thể là nó cắt nó bị răng cưa. Để mình vỗ sơ cho anh em xem nha. Rồi mình cắt lại. Cắt lại cho mọi người xem ha. Chung rồi, cây này là mình chắc nó nhâm nhiều rồi. Mình thấy nó cũng không có nhâm ta. Thôi cái này để mai mình bán nha. Rồi cây này còn lại một cây ha. Cây số 2 đi, anh em khỏi cần phải đánh 2B gì nha. Này, dưới đây nó còn viết cái tên nữa nè. Kéo ra băng nha. 120.000 nha, cây kéo số 2. Cây này thì quá ngọt. Cây này quá ngọt nha. Rồi anh em nào không muốn mua kéo thì mình có thể mình lướt qua nha. Đó. 120.000 mã số 2 ha. Có một cây nhỏ ngang kích thước 20. Rồi tiếp theo có hai cây đục cực mới luôn mọi người. Trong cây này là nhiên nó có sử dụng mà thấy nó còn rất nhọn luôn nè, mình không phải dũa đâu nha. Bên đó nó làm như thế để nó dùng nè mọi người. Còn nguyên zin của nó luôn, mình không có chưa tháo ra luôn nha. Nó quấn để cho nó có độ bám nó sử dụng nè. Mà mình nó quấn như thế này mà mình thấy cái đầu búa nó chưa đóng luôn rồi. Chưa đóng lần nào. Đây nha. Để đo kích thước cho anh em xem nha. Cây một cây lớn và một cây nhỏ. Kích thước này 16,5 ha. Kích thước thằng này nó là 10 phân hơn. Chung mấy cái đục nhựt. Cây này chung quá đẹp hai cây này. Cây này thì chung là nó cũng đục nhật thôi. Này không phải đục không biết để nó làm gì, nhiều khi mình diễn tả không đúng nha. Những cái đục lấy dấu hay đục cái gì, những cái chi tiết nhỏ anh em muốn đục trong những mắt cái máy móc hay gì để đục cho nó xuống. Rồi hai cây này là mình báo giá 100.000 nha, mã số 3.
hai cây nha, một cây dài một cây ngắn. Rồi tiếp theo tiếp theo là mình bán cho anh em là hai cây thước, cây này 5,5 m nha anh em, còn đẹp luôn. Ở như này 7 m lận mọi người, 70 mm, này tới 7 m lận nha, 7 m nha. Đây anh em xem nha, còn khá đẹp. Thước ra băng nha mọi người, còn rất đẹp luôn. Ở thằng này như nó 5,5 m chứ. Đến 5,5 m nè mọi người, chính phải. Sau đây mình để chữ 7,7 thôi. 70 mm là đây. À là đây, qua đây 7 phân nha mọi người, chứ không phải là 7 m, quên. Mình cũng hơi nhầm. Đúng rồi, nó qua đây 7 m, 7 phân nè mọi người. Đúng rồi, thông số nó có 5,5 m nha. Đây. Cây này 150 nha, 4A. Cái này là khóa là nằm đây anh em, bấm cái là xuống. Rồi ok. Ra vô rất tốt nha. Cực đẹp luôn. 150.000 4A. Chưa phí ship nha mọi người. Rồi cây này nó có 3,5 m, bán giá 120 nha. Đây cũng Tamiya Made in Japan nha. Cây này độc đáo là có thể mình kéo ra là nó tự khóa nha mọi người. Anh em bấm vào là nó tự rút nè. Đó. Đó, cây này khá hay. Đó. 3,5 m nha, 120.000, 4B. Trong cái nào bên ấy còn rất đẹp nha mọi người. Để mình cho anh em xong cái bên trong. Rồi, 3,5 m nha. Còn rất đẹp. Rồi, 4B 120. Rồi, tiếp theo là mình bán cho anh em cái cây này này. Cây tu vít. Nguyên bộ nó như thế này luôn nghe anh em. À nó đĩa nha. Chỉ ra băng đàng hoàng. Còn full mới luôn, trong bịch luôn. Gồm nó cầm hai cái đầu trừ và một đầu cộng. Nhỏ nha, BH2 thông dụng và một cái này là thêm cây gì nữa đây? Một cây lấy đục, cây nhọn nha, cái lấy dấu gì nè. Một cây khoan 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 mồi anh em. Để cho anh em bắt vít. Rồi cây này. Này kích thước nhỏ nha mọi người. Thằng này nó 10 phân là cái cán đó. Thôi mình đo cái cán thôi ha, đo cái cán thôi. 10 phân nha. Rồi bộ này mã số 5 mình bán với giá 140 nha, chưa phí ship. Anh em lưu ý nha, anh em là mua một mã hàng á là anh em, nếu anh em nào chuyển khoản á, thì dùng một mã hàng nhẹ như thế này anh em chuyển cho mình thêm 10.000 mình bao ship nha. Chứ nhiều khi những sản phẩm mà nói chúng ta chưa phí ship, anh em nghĩ rằng mình chuyển khoản là mình sẽ bao ship, là không phải nha anh em. Nhiều khi những sản phẩm này như vụ giao á, nhẹ nhẹ như thế này nó cũng trên 10 mấy ngàn mọi người. Nhiều khi đi xa nó tới 20.000, 20.000 nha. Nhiều khi hai sản phẩm thì mình anh em kết hợp thì mình có thể bao ship được. Như một mã hàng như vậy nhiều khi nó mình ship nó cũng hơi phí ha. Rồi anh em là xem phù hợp, rồi cái nào không mua mình tua nhanh nha. Cái nào muốn mua mình xem cho kỹ và nhanh lẹ nha. Nói chung sản phẩm hôm nay mình thấy cũng khá đẹp. Rồi mã số 6 250 nha. Gồm một cây mỏ lết MCC 250. Này là nước sơn nó chắc nó dục lâu là nó bong ra mọi người, chứ cây này là như mình thấy là nó chưa sử dụng luôn. Đây nghe anh em xem cái thiết kế nó nha. Nước sơn nó còn bên trong luôn nè. Nước sơn cái răng nó còn luôn nha. Này nó loại dạng răng nhuyễn nghe, chứ không phải như mấy cái răng mỏ lết hôm trước mình bán. Đây này kích thước 250 nha. Của thằng MCC. Này chắc nó quăng lâu quá anh em, nó nổ nước sơn ngoài thôi chứ không,
còn chất thép lại còn ý thích nha, không ảnh hưởng gì hết. Cái hàm kẹp anh thấy còn nước, anh em thấy còn nước sơn luôn. Rồi một cây duy nhất, mỗi lết số mã số 6 250 nha. Rồi tiếp theo một cái kìm cót, một kìm tút dây, kìm đa năng. Chân cây này mình chỉ lau sơ thôi anh em, anh em thì nhìn nó rất như mới mọi người, không một vết xước, quá đẹp cái cây này. Đây nó có thông số tút dây gì này nghe, nó bấm ba đầu code 1.25 tới 2.0, 3.5 đến 5.5 đó, anh em xem nha. Rồi cây này mã số 7 bán giá 58.000, chưa phí ship, dơ thôi nghe anh em về lao ra chung nha. Sản phẩm hôm nay là hình như hàng trong bịch còn nữa, nhưng hôm nay mình bán ít thôi, tại vì con mình phải, mình đi về nó hơi tối, lựa cũng khá mất thời gian cho nên về nó hơi tối, mình không có soạn hàng kịp cho anh em nha. Rồi, anh em có thể mua hôm nay không được, có thể mình đón xem ngày mai mình mua nha. Dạ mình thường bán phát, mình thường bán hàng vào buổi tối nha mọi người. Khi nào mà mình bán ban ngày là những sản phẩm nhiều khi nó nhiều quá mình bán ban ngày bớt, mình đăng buổi tối từ 7:30 cho tới 8:30 nha anh em, anh em chú ý đón xem nha. Rồi tiếp theo mình bán cho anh em một cây kiềm này 140 một cây nha, có 3 cây còn nguyên bịch nha anh em. Đây mình cho anh em xem nơi xuất xứ luôn nha, Made in China, the size in Sabah, USA nha, hàng China nhưng mình theo chuẩn của Mỹ nha mọi người. Gì này, music gì nè mọi người, cũng như điện thoại á, iPhone á, Apple á, nó cũng sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. Nhiều khi anh em nghĩ nó hàng Trung Quốc là chất lượng không tốt nha, anh em xài điện thoại iPhone á, thì anh em thấy có tốt hay không anh em biết nha. Chúng để sản xuất đây để nó phân phối toàn cầu, để cho nó vậy, nó để nó tiện, nó giảm chi phí của nó. Đây nghe anh em xem kỹ này, như là cắt dây đàn nha anh em. Đây còn full trong hộp nha, hàng bãi, hàng dây chai mà được như vậy là mình thấy khá tốt nha mọi người. Đây là một số kẻ nó so sánh hàng dây chai, hàng dây chai mà được như thế này, không thích hàng dây chai thì mình mua hàng mới mà dùng, hàng dây chai nó cũng vẫn có hàng mới nè. Đây này, để cắt dây đàn anh em, nãy mình lấy mình cắt thử dây điện mà nó cái đột xác nó cắt dây, cắt dây đàn nó khác nha, cắt dây điện là như nó là nó chỉ ăn mà nó không đứt những dây nhuyễn ngọt nha anh em đó. Chung để nó dùng trong chuyên dụng cắt dây đàn của nó thì nó phải, mình phải cắt dây đàn chứ mình đem đi cắt dây điện, dây cáp hay này nọ là nó phải bung hư nha mọi người, anh em lưu ý nha. Đó 140.000 một cây nha anh em, mã số 9 có 3 cây nha. Mà anh em xem lại nha, mã vạch nó nè. Đó, nó để cái hình luôn nè. Cắt dây đàn. Này dây đàn mọi người. Như gân đàn nè. Guitar, đàn guitar nè. Rồi, mã số 9 có 3 cây thôi nha. Chung hàng hôm nay về cũng khá nhiều nhưng mà mình soạn được như vậy thôi. Ngày mai mình sẽ bán tiếp nha, anh em có thể đón xem nha. Rồi tiếp theo mình về mấy, hôm nay mình về mấy cái khai nữa mọi người. Ba khai là 100.000 nha anh em. Hôm qua hôm trước mình đo, mình không đo kích thước cho anh em xem ha. Này là nó dạng nó ngắn nha. Có thể anh em đựng những linh kiện linh tinh. Cái này bên nước người ta không biết nó dùng để làm gì, có thể nó đụng dựng đựng thức ăn cũng vẫn được nha mọi người. Anh em về vệ sinh lại. Đó, nó được dài 21 nha. Ngang lại nó được 17. Đó, bữa nay mình về khoảng một chục bộ nha anh em. Rồi, trong cái này anh em nào muốn mua thì mình có khá nhiều chục bộ. Rồi, ba khai 100.000 nha. Đâu rồi, để ghi giá đàng hoàng để anh em nhìn. Đây, mã số 10, 100.000 ba cái ha. Ba cái như thế này. Chất liệu inox nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo mình bán cho anh em bộ đục thủ gì đục này bên thủ công nha mọi người.
Cây này còn rất mới luôn mọi người, còn đẹp long lanh luôn. Đây nó có đủ mũi của nó nha. Cái này nó có sử dụng lướt nha, không mẻ một mũi nào hết, không mẻ nha. Cho mình để mình lấy cho anh em, tay mình đang dính dầu thì bóc cho nó dơ, không mẻ nha. Đó. Dạ, cái bộ này mình bán với giá là 200.000 anh em. Tại vì bình thường mình bán, nếu mà hàng bình thường á bán cũng khoảng 150, nhưng mà cái này là nó có kèm thêm một cục đá này, cục đá để mài cái dụng cụ này nha mọi người. Cái này mình không biết nó chắc liếc dao được hay không, nhưng mà cái này cũng chất liệu sắt, mà sắt thép nó liếc cũng bình thường thì anh em có thể sử dụng mài dao luôn mọi người. Đá này cực mịn nha, đá cực mịn luôn nha, một bộ duy nhất nha mọi người. Hôm nay mình bán một bộ duy nhất 200.000, mã số 11. Đây, đá nó nằm dưới đây. Bộ này là quá đẹp luôn, 200 nha. Cây này chắc đo chi chiều dài như đó, cái dài nó 18 nha. Rồi, mã số 11 200.000, chưa phí ship nha. Qua trong đây là nó có cái miếng này luôn mọi người, cái miếng da hay gì nè, miếng da này không lẽ để mài nó, miếng da gì mình nghĩ thấy rất chắc chắn nha. Còn y thinh nè, mình chưa lột nó ra luôn nha. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng của nó. Bộ này như mới nha, có thêm một cây liếc nữa nữa. Rồi tiếp theo mình bán cho anh cây kìm này, như kìm này kìm tuốt dây còn trong bịch luôn mọi người. Đây, cây này hởm mình cũng có bán rồi ha. Đây nó chưa dùng trong bịch mà nó quăng bãi hay lâu anh em thấy nó bị xét ha, không phải bị xét đâu, nó dưới đây làm nó là một cái chất thép nha anh em. Ở lớp ngoài là nó mạ rơm, ở đây là hai cái lưỡi cắt là để nó mạ thép nha, chất thép nha. Đây anh em có thể thấy nó bắt ốc luôn nè. Cây này chưa sử dụng đâu nha, tuốt dây điện đó, còn một IC trong bịch vậy luôn. Cây này chiều dài để mình đo cho anh em nha, 17 ha. Chung hàng mới như thế này mình khỏi test phải tuốt như cho nó tranh thủ thời gian nha mọi người. Nó hàng trong bịch vậy không lẽ anh em về tuốt dây điện không được, không mẻ không gì hết, không lẽ tuốt không được. Rồi, mã số 12 mình bán với giá là 150.000, chưa phí ship nha. Rồi, trong hôm nay mình bán một ít sản phẩm đó thôi mọi người. Chung mình thời gian nó cũng không hạn chế, không có thời gian nhiều để soạn hàng bán cho anh em nha. Chung mình về là mình cũng khá đuối rồi, chung mình cũng muốn bán hàng mỗi ngày để phục vụ anh em. Nhiều khi bao nhiêu đêm mà có bao nhiêu đêm, mười mấy, hai mươi, mười mấy sản phẩm, nhiều khi cũng không phục vụ hết được tất cả mọi người. Thì nói chung anh em hôm nay mua không được thì ngày mai mình mua. Nhiều khi cái hàng bãi nó khá phong phú chứ không phải là mình bán thường xuyên mà. Anh em cứ yên tâm ha.